Chào bạn, hôm nay xin giới thiệu các bạn một ca ASI. Rất nhầy đấy. Còn lạc hơi xám hồng bóng. Theo kinh nghiệm chúng tôi thì đây không chắc hẳn là Acinovector baumali, một loại ASI khác. Trên thạch xô và thạch máu thì khuẩn lạc nhầy, trắng đục, bóng, có xu hướng mọc lan. Cảm giác khuẩn lạc rất nhầy, giống Pseudomonas fluorescens, mùi khăm khăm. Đây là trên môi trường thạch máu. Sau 48 giờ. Đây là trên môi trường thạch sô-cô-la sau 48 giờ. Đây là bệnh phẩm dịch phế quản nhé. Dịch rửa phế quản. Đây là trên môi trường thạch mặc cây. ASI thì sẽ là cầu trực khuẩn gram âm, oxy âm.